Chủ nhật bên em vẫn làm việc bình thường nha mấy anh chị. Tiếp tục giao con Accenter 155 phiên bản đặc biệt sắm xi măng về Đắk Lắk nha mấy anh chị. Đó, mấy anh chị ở ngoại tỉnh mua bên em sẽ hỗ trợ mình bao số toàn quốc luôn. Hiện tại giờ bấm biển rất khó luôn, nhưng mà bên em vẫn hỗ trợ cho mình toàn quốc luôn mấy anh chị. Chúng ta có hàng ủng hộ em nha.